Tối ngày 26 tháng 10, hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu tổ chức khai trương chi nhánh Ocean Edu tại Lạng Sơn. Được thành lập từ năm 2007, tính đến hiện tại, hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu đã phát triển rộng khắp, gồm gần 50 chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước. Với chương trình quốc tế được giảng dạy bởi 100% giáo viên nước ngoài đã giúp các em học sinh được rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh chuẩn, hình thành thói quen học tập độc lập, sáng tạo, tự tin và trở thành những công dân có tư duy toàn cầu. Tính đến nay, hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu đã đào tạo được hơn 650.000 học viên với trên 90% học viên quay lại sử dụng dịch vụ đào tạo. Việc mở chi nhánh Ocean Edu tại tỉnh Lạng Sơn sẽ là cơ hội để các em học sinh của tỉnh miền núi được học, được thực hành thuần thục các kỹ năng về tiếng Anh đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển trong xu thế toàn cầu hóa.